Nay Tâm ngồi lên con gì vậy con? Ờ, quá đẹp luôn ha. Sao? Ờ. Bây giờ lại con báo. Thôi ngồi đi chút đi. Bây giờ con muốn lại ngủ. Ngồi chơi chút đi. Bây giờ sẽ lại con ngủ. Lên con này không con? Rồi lên ngồi cử đi. Nè, hello, hello, hello. Ôi, đây là con gì? Con béo đớ. Con cọp phải không? Giống con cọp vậy? Quá đẹp luôn, ngồi đi. Ngồi nằm dài lên luôn. Nè, cái mặt đâu rồi? Cái mặt, dán mặt ở đây, dán mặt ở đây. Ôi, Quỳnh Như sướng quá, ngủ luôn, ngủ luôn rồi, ngủ luôn. Ôm con cọp ngủ luôn rồi. Khò khò rồi. Phải không? Tâm đi con nào hoài vậy? Con đó bự dữ lắm. Lại đằng con còn. Lên lên lên. Ây da, nó cao quá. Nó hờ da kêu. Hello. Hello. Đây nè. Thích không? Thích không? Thích. Ngủ rồi. Ngủ 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 ngủ. Ngủ. Ai có dép? Chút lượm. Ai kêu dép luôn ra vậy? Ai lấy dép của tôi vậy? Ây trời ơi trời ơi. Đi hoài hả? Qua đây, qua đây, qua đây.